để xuống số 2, các bạn giữ nguyên vị trí cần bên tay trái, các bạn kéo xuống ra số 2. Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Ở video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn toàn bộ cái cách lắp đặt cái hộp số lăm tạ như này. Đây, hoàn chỉnh. Thì đầu tiên để lắp được cái hộp số lăm tạ ấy, thì mình phải hiểu được cái nguyên lý hoạt động của cái hộp số nó trước đã. Đấy. Thì các bạn lúc ấy lắp đặt cần dây thì nó mới dễ dàng được nhé. Đây là một cái hộp số lăm tạ này. Hộp số này là hộp số đã được dọn sẵn này. Và nó có 5 số tiến, 1 số lùi. Thì đầu tiên các bạn phải nhìn đây, nó có hai vị trí, đây một cần và đây một cái cần này, là hai cái cần này. Hai cần này cho ra 6 số này. Này. Đầu tiên là ở cái số này, mình về số mo này. Đấy. Xong là sang số tiếp theo này. Đấy là cho ra hai vị trí nhá, bên trái, bên phải. Hai vị trí. Thì cái cần này nó đang đứng ở vị trí giữa. Thì nó sẽ cho hai vị trí này. Bây giờ các bạn là cho cái cần này sang bên phía bên trái, thì cái này phải đưa về số giữa thì cái cần này mới gạt được. Đấy, đưa cái cần này về bên trái, thì cái này khi cái này về bên trái thì nó sẽ cho ta hai số nữa, một này, đấy, là thêm một số, hai số nữa là bốn số này. Rồi, và bây giờ ta đưa cái này về vị trí số mo này. Ta cho cái cần trên này về phía dưới bên phải, thì nó sẽ cho ra tiếp ra hai số nữa là thành 6 số. 1 này. 6. Cái này đôi khi là cái trục này nó đang đứng im thì số nó sẽ hơi bị hóc một chút, thì mình quay nó đi một tí thì nó sẽ sang được. Đấy. Thì vì vậy là sẽ cho ra tổng cộng là 6 số. Đấy. Bình thường cái này nhá, mình nói lại một lần nữa cho các bạn. Cái này ở vị trí giữa này thì sẽ cho ra hai số ở dưới này này. Đây. 1 này. 2 này, đấy. Cái này cho sang bên trái thì sẽ cho hai số nữa. 3 này. 4 này, tiếp theo mình đưa cái này về vị trí giữa này thì gạt cái này sang bên phải thì nó sẽ cho ra hai số nữa là 5 và 6. 5 này. Đấy, nó sang số 6 thì cái này nó có thể là bánh răng nó đang đan nhau thì không sang, thì mình xoay đi tí. Đấy. Đấy, là nó sang được, coi như là 6 số thì trong đó là có 5 số tiến và 1 số lùi. Đấy là nguyên lý trên cái hộp số. Thì sau khi các bạn đã biết được cái cách thức hoạt động của cái hộp số nó như thế nào rồi, thì từ đó các bạn mới lắp đặt đến phần dây cần thì nó mới dễ hơn được. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang hướng dẫn lắp đặt trên cái bộ bàn số dây cần. Thì đây là cái bộ bàn số. Cái bàn số này thì một cần nhưng nó sẽ cho ra ta hai vị trí khác nhau. Đầu tiên là các bạn để ý đến cái phần cái đen đen ở dưới này. Đấy, thì các bạn kéo lên như thế này là một số. Kéo xuống này là hai số. Đấy. Và các bạn để ý tiếp đến một cái phần là cái thanh này này. Cái thanh này thì nó sẽ kết nối cái phần này này, cái thanh này nhá, nó sẽ kết nối lên cái phần thanh này, đây cái thanh trên này, còn cái thanh đen này nó sẽ kết nối sang cái phần thanh dưới này. Tí mình quay bên cái số hoàn chỉnh kia thì mình sẽ cho các bạn xem. Đây, nếu mà để sang số 3 và số 4 thì mình chỉ cần kéo này thôi. Còn để sang số để sang số 1 thì các bạn là số 1 và số 2
thì các bạn lắc cái cần qua bên trái như này đấy. Bạn nhìn cần màu vàng ở đấy, các bạn kéo cái cần qua bên tay trái của các bạn và các bạn đẩy lên như này thì là số 1, kéo về là số 2. Rồi bây giờ để sang cái số 5 và cái số lùi thì các bạn là như vị trí ô tô thì các bạn kéo cái cần qua bên phải như này, các bạn để ý cái nắp màu vàng này, khi các bạn kéo sang bên phải thì nó sẽ kéo lên ở đấy, khi các bạn kéo sang bên phải cái cần sang bên phải thì các bạn đẩy lên nó sẽ là số 5, các bạn kéo về đằng sau nó là số R, tức là số lùi đấy. Thì trên cái này nó sẽ có cái khớp lối, đây cái kết lối này, cái bộ dây này đấy, thì các bạn để ý cái này nhá. Cái này thì trên bộ dây thì mình luồn dây vào đây, còn dây bên kia thì mình luồn vào cái cần đen này, đây cần đen này đấy. Đây chính là nó, là cái này, hai cái đầu này. Một đầu các bạn lối vào cái dây đen này, đấy. Sau đó là luồn cái này vào đây thì sẽ được một cái dây màu đỏ. Tiếp theo là các bạn sẽ luồn cái này vào cái lỗ bên trong của thằng này đấy, và các bạn bắt vào đây. Đấy thì các bạn sẽ có một vị trí nữa là hai dây đen và dây đỏ, nó phân biệt như này. Còn cái đây là cái phe cài này, cái phe cài này thì hiện tại thì bên mình nhập hàng thì có lúc không, cho nên mình không khẳng định là khi mình bán cho khách hàng thì lúc nào cũng có. Thì khi nếu như không có thì các bạn cứ cắt cái hình chữ U này, các bạn ấn vào đây đấy, xong các bạn lấy búa đinh các bạn đóng xuống. Và đây một cái nữa này, hai chiếc, các bạn ấn vào cái rãnh của cái dây số này để hãm nó chống tụt ra đấy, thì là ta sẽ gá đặt được cái phần cần số nó như thế. Đây là phần lắp đặt đấy nhá, còn cái phần điều chỉnh dây số như thế nào thì tí mình sẽ hướng dẫn tiếp. Đấy, đầu tiên để cho các bạn biết vị trí nắp dây nó như thế nào. Tiếp theo ấy, đến cái phần lắp lên cái hộp số đây. Lắp xuống cái hộp số ấy, thì thường thường là các bạn để ý như này, do cái hộp số là hộp số bãi, còn bộ dây thì dây mới, cho nên là nó không đồng nhất, nó không đồng bộ. Thường thường ấy, cái khoảng cách từ đây đến đây nó bị ngắn, thì khi mình lắp đặt ấy thì có những cái nó vừa luôn nhưng mà đa số là nó không vừa. Đây cái khoảng cách dây của nó là không vừa. Đây cái phần dây đỏ thì ở dưới, các bạn cài nắp vào đây đấy, thì các bạn để ý là cái khoảng cách này nó không tới này, đây nó rất là xa này đấy, khoảng cách này nó xa thì các bạn nắp luôn vào là sẽ không bao giờ điều chỉnh được. Thì các bạn phải hàn tháo cái ốc này và cái ốc này dịch ra xa, thì xa bao nhiêu thì tí ở trên cái bộ số mình lắp hoàn chỉnh kia mình sẽ tính toán cho các bạn. Thường thường các bạn cứ dịch ra khoảng 2 cm từ cái điểm cũ này sang điểm mới, dịch sang đây 2 cm thì các bạn sẽ lắp được cái bộ số này đấy. Cái dây đỏ thì lắp ở dưới, còn dây đen thì lắp phía trên này.
dây đen lắp phía trên. Đấy là cách lắp đặt như thế. Thì bây giờ mình sẽ quay sang cái bên hoàn chỉnh kia mình làm cho các bạn xem. Đây là một cái bộ lắp hoàn chỉnh này. Đây là một cái bộ đã lắp đặt hoàn chỉnh. Thì các bạn để ý đây, cái này là mình đã hàn cái khoảng cách này, dịch con ốc ra xa rồi. Đấy, đây cái vị trí ốc cũ đây và vị trí ốc mới đây, mình phải dịch ra như này một khoảng. Thì các bạn đây là mình làm thôi, còn các bạn về nhà các bạn hàn luôn vào chứ không cần phải bắt ốc hai lần như mình nữa. Đấy, dây đen ở trên, dây đỏ ở dưới, và kia là cái bàn số. Thì bây giờ mình sẽ sang số cho các bạn xem. Đầu tiên là số 3 và số 4. Đấy, đây là vị trí mo này. Cái cần này nó sẽ đứng ở số 0 này. Đấy, thì ta đẩy cần lên là số 3 này. Số 3 này. Số 4 này. Số 3 này. Đấy. Đây nhá. Số 3 này. Về mo này. Số 4 này. Đấy. Để sang số 1 thì các bạn lắc cái cần qua bên phải, bên trái. Đây. Các bạn để ý cái phần phía trên này nhá. Đấy. Cái này nó đẩy ra trước này. Các bạn lên số 1 này. Đấy. Để xuống số 2 các bạn giữ nguyên vị trí cần bên tay trái. Các bạn kéo xuống. Ra số 2. Đấy. Để sang số 3, số 4 thì mình để cần về vị trí giữa. Như thế này. Nó tự nhả vị trí giữa. Các bạn đẩy lên là số 3. Kéo xuống là số 4. Và muốn sang số 5 thì các bạn đưa về vị trí giữa như này. Các bạn kéo cái cần ra sang bên phải. Đấy. Thì các bạn nhìn nhá, khi các bạn kéo cái cần sang bên phải thì cái này sẽ kéo về phía trước. Để sang số 5 này thì các bạn kéo cần qua bên phải này. Khi kéo qua bên phải thì các bạn để ý nhá, cái này là nó sẽ kéo lên này. Còn cái này đứng im này. Và đẩy lên số 5 này. Đấy. Vẫn về số 5 mà muốn về số lùi thì các bạn để nguyên cái cần bên phải. Các bạn kéo xuống như này. Đấy. Thì lúc sang số thì các bạn đi xe ô tô số sàn thì các bạn làm cái này nó rất là giống luôn. Giống y như đi ô tô vậy. Đây nhá, mình sẽ làm lại cho các bạn một lần nữa nhá. Số 1 này. Số 1 đưa cái cần sang bên tay trái và đẩy lên phía trên. Khi đưa cần sang bên trái thì các bạn nhìn như này. Đấy, và đẩy lên số 1. Thì các bạn nhìn cái này. Đấy, số 1. Các bạn xuống số 2 thì các bạn nhìn cái này đứng im, cái này chuyển động xuống số 2. Đấy, số 2. Khi các bạn sang số 3, số 4 thì các bạn trả thằng này về vị trí giữa. Đây, cái này về vị trí giữa. Các bạn nhả thằng này về vị trí trung gian, cũng về vị trí giữa. Các bạn đẩy lên thì là số 3. Các bạn kéo về thì là số 4. Và khi sang số 5 thì các bạn đưa cái này về vị trí trung gian. Sau đó kéo cần số sang bên tay phải. Đấy. Đẩy lên là số 5. Để vị trí về vị trí số lùi thì các bạn vẫn cứ kéo cần sang bên phải. Sau đó các bạn kéo cái cần này về vị trí R.
Đấy là vị trí lùi. Đây các bạn để ý này, nó có số này, 1 này, 2, 3, 4, 5 này. Đấy, các bạn để ý muốn sang số 1 trước này thì đẩy cần qua này. Đấy, sau đó là đẩy lên này. Đấy là số 1. Vẫn ở vị trí ép bên trái này, kéo xuống là số 2. Khi các bạn muốn về số 3 thì các bạn cứ đẩy cần không này, nó tự về vị trí trung gian này. Các bạn đẩy lên số 3. Đấy. Các bạn muốn về số 4 này. Số 4 này. Khi các bạn muốn lên số 5 này, các bạn kéo qua bên này. Đấy, và các bạn đẩy lên là số 5. Vẫn giữ cái vị trí số 5 như vậy, các bạn kéo xuống vị trí R là số lùi. Số lùi thì bình thường khi nó có chuyển động thì các bạn kéo xuống nó dễ hơn. Đấy. Đây. Đấy, đây là số lùi. Đấy, rất là dễ thôi, không có gì cả. À, đấy là cách lắp đặt phần dây bàn số mà một số các bạn vẫn hay phải thắc mắc. Thì hôm nay mình sẽ làm như vậy, thì còn cái gì chưa rõ thì các bạn có thể comment ở phía dưới để mình hướng dẫn cụ thể hơn. Đấy. Còn đây các bạn nhìn chi tiết nữa. Cái phần chuyển động ở phía dưới này, khi mà mình sang số, đây khi các bạn là sang số 1 này, sang số 1 này, về số 2 này. Đấy, các bạn nhả về này thì về số 3 này, sang số 4 này. Các bạn về số 5 thì các bạn đưa vị trí trung gian, đẩy cần hết lên bên phải và sau đó dịch lên là số 5. Các bạn muốn về số R thì các bạn lùi lại, thì các bạn kéo cái này về sau. Đấy là nó sẽ ra số 5. Đây nhá, số 5 này, đẩy sang bên phải. Đấy, là kéo lên là số 5. Vậy thôi. Đó, đấy là tất cả những cái gì về lắp đặt hộp số. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và lấy nếu video của mình hay thì các bạn nhớ cho mình một like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những video mới đăng. Nếu như còn cái phần lắp đặt với hộp số thì tiện đây mình cũng sẽ giới thiệu luôn cho các bạn. Cái phần kết nối với lại xe máy và cầu sau thì như thế này. Đây là cái phần này, là phần vào đầu xe máy này, thì có trang bị là một cái khớp 18 răng để các bạn lắp vào cái hộp số. Còn cái khớp này là 6 răng thì nó có loại 17 và loại 19. Thì 17 nó dành cho các loại lỗ máy 110, loại cốt 17 các bạn vừa đo xe máy. Còn các bạn cắm vào đây, cái phần này thì nó chỉ có một khớp, cho nên khi các bạn lắp vào xe máy thì cần phải điều chỉnh cho nó thẳng, cho nó thẳng thì càng thẳng thì đi nó càng đỡ rung. Phần đầu ra này thì trang bị cho các bạn một cái khớp 18 răng để các bạn cắm vào đây, và các bạn hàn lên cái bộ các đăng như thế này. Đấy, cái này thì nó đơn giản, mình chỉ hướng dẫn sơ sơ vậy thôi. Các bạn xem video thì về nhà có thể làm thêm. Thì video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.